mời quý đồng hương và vùng phụ cận hãy đưa con cháu đến cùng chung vui Tết Trung Thu truyền thống của dân tộc Việt Nam tại quê hương thứ hai này, để con cháu được vui chơi ngày Tết Trung Thu dành cho trẻ em, được tổ chức vào ngày Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2024 tại Asian Market, địa chỉ 4430 The Plaza, Charlotte, North Carolina 28215, được tổ chức từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, do cộng đồng người Việt quốc gia Charlotte, North Carolina phối hợp với Valentino Nail, US King Nail Supply, Asian Market và Carolina AAPI Business Alliance cùng tổ chức. Kính mong quý đồng hương gần xa hãy đưa con em đến cùng chung vui ngày Tết dành cho trẻ em là Tết Trung Thu. Ban tổ chức trân trọng kính mời.